đưa đến tôi bực bội, tôi bỏ qua bên. Ở nhà có cái chuyện gì mà thấy không hài lòng tôi nín tôi không nói nữa rồi. Nói chịu không phim lý nữa. Ăn bánh gì đó Dạ, không bánh là thầy. Bánh là thầy cúng chưa rồi mới ăn được. tôi cúng rồi mới bay được cho Nè. rồi mình uống đi nước đi cho đám làm quán già đi. Trời ơi. Có cái cửa đâu mà ổng mua cũng quá mạng không? Chắc một bộ sữa nhiều lắm anh. Mà có mua Điện đi điện. Từ từ mày cho uống cái ly. Uống trà nóng Ba tháng mới thấy được. Ông cho mướn 3 tháng mới lấy lịch. để cho nó ông đi À cho có ông thẻ hồi rồi chú nói giùm gì đi. Đủ mẹ cho nó. À đó thấy chưa, ông sĩ ông còn cái đó thì tại sao mấy ông làm sao cho nó nhẹ à, cho nó cho thuê nguyên căn chứ tình tình có của mà khổ làm gì cái gì có của mà khổ mới tự mới làm tự sự nhiên mới mình rước mới cái mới khổ mới vô cái cho khổ vô thân mình tự mình rước thì rồi nó thằng mấy thằng Trung Đông mà nhìn nó mặt nó biết rồi, thằng đéo là điếm lắm, nước nó làm cho sao xạo vô tao uống muốn nước nguyên cái kìa nhà má là biết uống rồi, tao muốn nguyên căn nhà cái cho độ hồi thôi. À, ta lấy phòng hai phòng thôi mà mình biết rằng mấy thằng này đó, mày mình nói hồi cái mi tụi ít điếm lắm mà. Mày điếm tao bằng Việt Nam tao đâu mẹ mày. Tại tao chưa chỗ đặt tao thầy với gặp con ok bây giờ mướn nguyên nhà vậy đó mướn hai phòng luôn á là 700 á lấy người nói thôi nó cũng phải lấy à mà phải đưa tiền trước thầy lấy có 500 không có đưa tiền trước ông nói tới cái lúc mà nó vô rồi thì ông mới nói đúng ra nó nguyên tắc á nếu còn ông đang á là một tháng đặt cọc một tháng trả trước á. Ừ con tưởng tưởng con tưởng này đó nó ngồi cái chuyện này là nó rước vợ chồng vô nó nói con là vô nó trả tiền cho thầy liền mà bây giờ đâu biết thì là tôi đâu nó nói một rồi. Tay nó nói một tay on thăm một tay bên đây năm tay rồi chưa trả. Nó nói tại cái cửa nó không phải là nó không phải là thú vật tao không ở vậy tao nói đủ hồi đó mày vô là mày mới điều chuyện là nó vậy thôi rồi đủ bây giờ mày vô mày đòi hỏi nó tao nói chuyện với ông thôi tao không nói chuyện với mày cái tập phật mới gửi thằng này nó đủ mẹ nó nói đủ nó nói mình ghét đủ tao phải là thú sao có người con người mà sao mở miệng lên những cái lời mà cứ như là nó nghe nghe câu là chân chua con người ở đây bởi vì con người tùy con người cái con người này nó ở cái tự cái xứ khác ấy, chứ không phải cái xứ đây bởi vì Mỹ nó dội bom bên đầu tụi nó hoài là vậy đó hả không phải Trung Đông là cái vùng mà Mỹ dội bom á hả ông đừng nói cái vụ đó trên này nữa rồi mai mốt là lớn chuyện nữa thiệt con không nói đùa với thầy đâu thầy đừng có nói cái chuyện này lên đây thiệt chứ mà là con người ai cũng vậy ha không con người thì tùy người chứ không ai cũng vậy nhưng có cái điều là cái kiểu của người ta vậy cái không biết nói sao tại thầy làm này không dám công khai cái đạo là vậy không mình đâu có nói cái đạo con người chứ nó tôi không tin là cái đạo dạy như vậy ý cái bản chất của rồi. Con người thì á chứ là nghĩ cái đạo có đạo nào mà cái bậc thánh nhưng mà tôi tin thánh nhận là dạy điều tốt chứ không ví dụ như mình tôi đã là cái bản chất của con người lúc nào cũng muốn ngồi đến đầu thế hạ mà mình cuối cùng ngồi đầu thế hạ được để thế hạ nó dội bơm vậy thôi nó đánh vậy rồi tốt mày dám ông con mình chết thì giết triệu triệu người thánh dạy vậy rồi thánh nuôi là vậy đó thì thánh đâu có dạy cho bởi cho nó con người tôi nói là con người tức là làm gì một thánh nào mà dạy như vậy do cái sự cuồng tính rồi do cái nếu bây giờ là ông Phật rồi đâu ông Phật đâu bao giờ dạy đi cầu siêu ông Phật đâu có dạy đi cầu an đâu cũng do mình do rồi nó ám sát ông Trung đó thấy không ở nó bắn mà bắn vô cái kiến chống đạn chứ không là nát gáo ông rồi. Nào chứ? Mới đây trước. Lâu rồi. Hai ngày trước. Hả? Hai ngày trước. Còn mới đây vậy nữa hả? Vậy à? Sao mà cái quốc gia mà cái gì đâu mà cái chuyện hoài á mà không riêng gì Mỹ á
về nước nào đó, thành ra này. Anh đã thầy thành ra thầy ở đây thầy bị người ta kiếm chuyện là phải rồi đó, chứ không anh nó không có bình yên, nó phải sốc vậy nó mới yên. Ở đây con người ngày xưa học ít mà sao cái đạo đức cái tâm người nó gần nhau, người nó học nhiều mà sao nó làm sao. Rồi bây giờ gửi cửa gắn cái cửa kia, ông chuẩn bị dọn gắn qua cho ông bên đó để ông nói ngọt nghe, gắn bên đây qua bên kia nữa. Trời ơi, tôi suy nghĩ bọn non này thôi. Thì đó thì bữa nay cho em an toàn mà. Bầu non, bầu cuối mùa, khổ qua cuối mùa. Bầu non này giống như con gái 13 vậy đó nghe, còn non quá non. Thôi đoạn rong ơi, nó già rồi, tại vì nó cuối mùa vậy thôi. Mà chết rồi, hồi nào rồi mới lên đường lại đi qua bên kia thầy. Chưa, còn lâu, còn sửa sang này kia tùm lum ơi. Đâu phải mua nhà vô ở liền đâu. Còn như vậy còn 2 tuần nữa là thầy phải đi qua lại nữa à? Không, người ta đem giấy tờ tới nơi cho mình ký, giờ nó hiện đại lắm chứ nó không như ngày xưa. Một là ký trên mạng, hay là đem giấy tờ tới nơi cho mình ký thôi. Nhưng mà sửa nó dài lắm, tại vì nó còn cái ống nước, nó còn kia. Nó chứ mua ở nhà, nếu mua nhà mới liền á, thì tiện đâu mà mua. Thì mua cũ. Có gần chùa của thầy... thầy mà huynh đệ của thầy đó gần mà không gần mấy, 20 phút không, không 6 phút lái xe à, mấy 6 phút lái xe à, 6 phút đi bộ thì 26 phút. 6 phút là quá gần. Có gần chùa Việt Nam không thầy? Cũng vậy đó, cũng xuống chùa Nam 6 phút. Như vậy quá tuyệt vời rồi. Thôi chúc thầy thân tâm thường khổ chứ có chút, hãy có cái gì là khổ cái đó, mà ngặt không có chỗ ở cũng khổ, không có chỗ ở tới giờ thì thực tế nó thiệt. Và cái nhà nó mênh mông 4-5 phòng là cũng tiếp tục khổ nữa, là một ngày quét dọn thôi thì ông nghĩ cũng đủ chết nữa. Bây giờ đó tôi về bên đó đó là từ trước giờ tôi cũng đã nói với thầy rồi cái tánh của thầy như vậy, tánh tôi là vậy, bây giờ giữa hai cái tánh đó nè nó hòa hợp lại với nhau, tôi nương nơi thầy, thầy cũng vì đệ tử. Cái thang thấp rồi thầy. Dạ đâu, phải hết được đóng chỗ sao cái kho đó chứ. Mấy cái thang có cặn mấy luôn đi. Không, cái thang trong nhà kìa. Rồi hỏi trời giờ trộm với đâu nữa. Nó cứ dịch dòm dùng 10 lát thôi. Thật sự ra thì thầy nói thiệt cái đạo hữu á, tôi rất là thương ông, tôi nói thiệt, tôi ai cũng vậy. Tôi người, con người là tôi nói con người á, ở gần nhau không thương mà thương ai. Mình đâu phải làm phước ở xa để cầu cái danh cái tiếng. Làm phước con người trước mắt mình nè. Người ta không chỗ ở, người ta khổ, người ta đói. Mình làm chuyện trước mắt vậy đó. Nhưng mà thí dụ như rồi nói thiệt thà, ông nói tôi nói cho nó hết. Ông làm tôi cũng hơi buồn. Giờ tôi đây giờ ông nói cứ ông nói ông hộ pháp cho tôi. Mà bây giờ ví dụ như bữa rồi đi ra phi trường hay gì ông dọn xe ông nói là tôi để tôi dọn xe xong chở đi, ông cũng không quan tâm. Thấy không, ví dụ rồi nói những cái á theo chú quan tâm một chút thôi, rồi cảm thấy nó mát bụng nó vui. Đằng này ông cái gì đi á, ông biết giờ đi thầy nói cho một tiếng mà tôi từ chối á là vấn đề đó, tôi chịu cái lỗi. Ở đây thầy không nói năng gì hết trơn, hết trọi thầy về đây đó. Ông biết lý lệ không? Giỏi ông tôi cũng ngại. Ông đi về cái xe, ông để một xe vậy đó. Rồi hỏi ông sao? Mình nói thì ông nói cái xe đó là cái sự sống của ông là kia nọ. Nói sao tôi thí dụ thôi, nhưng mà cũng có ông ba chở đi. Nhưng mà ông biết ông ba mỗi lần đi đâu chở á, lên cho xuống rất là khó. Thành ra tôi nói thiệt cả chú, đã chú nói chú quan tâm, chú lo cho trò. Nếu chú coi như nếu thật lòng của chú á, đạo là người xuất gia, đời á chú coi tôi như một người con của chú đi, rằng mọi việc chú thử mở thử cái tấc lòng chú ra vậy coi là tôi vui không. Có những cái đi là trò nói hết cái nỗi lòng, đi rất là buồn, đi không có không à, thầy đi chừng nào thầy về chú ra tôi đón hay là kia, mà trong khi mình không biết lái xe, mình không đi được, đó là chiều tối phải nhờ ông ba.
Đó, tôi thấy có những cái vậy đó, thì tôi cũng buồn chứ. Nó ngay tôi nói ở vậy thì ổng đâu có cái nghĩ tới thương mình, lo mình được cái gì. Trong khi bây giờ bác sĩ gì tôi cũng bỏ hết hết trơn. Nhưng mà thôi, mấy chuyện nào ổng nói, chuyện đơn giản. Tôi nghe ông nói một câu á, thầy đi qua bển, có chuyện gì thì cho hai tôi ở nhà tôi trông đợi, có được mua được cái nhà thứ hai là tôi mừng nghe, đừng chờ ngày về tôi là tôi trông. Thì như vậy thì ông biết lo cho ông, bây giờ ông cái lời tôi hứa là tôi đi tôi cho ông theo, nhưng mà ông nghĩ lo cho tôi, tội nghiệp tôi chứ. Tội nghiệp nhiều khi ngồi thì nó trò mới suy nghĩ buồn vậy đó. Trời như vậy á, ở nhau mà trong khi những lúc mình gọi là hoạn nạn khó khăn mà còn như vậy, huống gì đi về cái thứ phồn qua quánh mặt quay lưng là còn buồn hơn nữa. Chứ giờ thật sự tôi mua nhà 4-5 phòng đó, chứ đâu phải đâu rồi, bây giờ nó còn một phần đất. Tôi còn suy nghĩ nói thôi giờ phần đất nó làm thêm một phòng nhỏ cho ông nữa. Mà nhà tôi mua thì nó không có cái gara mà cái kho ở ngoài, không có gara ngoài, gara trong nhà. Nổi cái gara bự 2 xe, không biết găng 2-3 phòng luôn. Ngày lại găng 6-7 phòng cũng được. Nhưng mà ý là nói thôi, nhưng mà nói là nếu chú nghĩ lại á, thì chú rút kinh nghiệm. Trong những lúc rồi rất là khó khăn, không đi lại được, ông bỏ ông đi 4-5-6-7 rồi ở giờ ông về. Về xong xe nó đầy hết trơn trọi vậy thì làm sao nó ông đi liền cho tôi. Thì thầy nói tôi hả? Chú cho tôi đi ra phi trường tôi dọn đồ. Là bởi vì thầy nói thì tôi cũng phải trả lời, mà tôi nói thầy cũng phải hiểu. Là bởi vì cái phòng nó không có cái chỗ, không có cái kho để mà tôi chứa, thể yêu cầu sửa giùm cho tôi cái chỗ mà tôi xin của thầy đó. Cái chuyện đó thì anh làm bác được. Lỗi cái chuyện đó với ông, tôi nghĩ chuyện này nè. Bây giờ trong khi cái ông bây giờ nếu mà tôi cho tôi hết căn nhà này, ông gỡ cái xe là cái nhà ông, thì ông nghĩ cái xe ông ba lớn, cái phòng ba lớn. Ông suy nghĩ lại coi, ông nói ông suy nghĩ kỹ coi, cái xe ông ba lớn với cái phòng ông ở ba lớn, cái xe bề ngang nó chưa được 2 mét, bề dài nó chưa được 2 mét thôi. Thì bây giờ ông nghĩ là ông không 2 mét gì vậy, cho 4 mét, có 4 mét vuông rồi đi. Cái trong cái phòng á, bề ngang 3 mét, bề dài 3 mét, nó có cái không gian ở trên, nó có này kia nọ. Thì chú nghĩ cứ phóng ra như vậy thì sao? Thì chú giải quyết được theo cái sự yêu cầu của thầy. Chẳng hạn thầy nói thầy, tao muốn hết cả cái nhà này, nhưng mà trở ngại về tôi, thấy không? Thầy đồng ý không? Đó thì tôi nói rằng thầy cứ giải quyết cái chuyện của thầy đi. Tôi ra ngoài xe, còn cái chuyện tôi ra ngoài xe tôi ở được hay không, đó cái chuyện đó là chuyện của tôi. Đó, thấy chưa, rõ ràng chứ đâu phải tôi ra tôi ở đời ở kiếp con xe. Cho nên thầy phải hiểu rõ ràng là như thôi, vậy. Thì thầy cứ làm sao cứ làm, chứ giờ cứ không lẽ cứ lớn hết trơn à, mà đạo nữa à, nói hoài xe. Bây giờ tôi thiệt á, tôi không lẽ giờ tôi bỏ tiền tôi mua những giây phút bình yên. Tôi giờ tôi cần những giây phút bình yên. Tôi đã nói với thầy hơn là thầy cũng có nói với tôi à, chiếc xe của tôi á, là thầy đi nó không có giá trị. Thầy đã nói rõ ràng. Ủa, tôi nói là đi không có giá trị. Chiếc xe của tôi đó là chiếc xe nó quá cũ. Tôi đâu có chơi bao giờ tôi chơi xe đâu. Ông nhớ một điều tôi nói, ông mà tốt, ông lo lắng cái tinh thần lo cho tôi được không? Ông nói ông hộ pháp kia, sau này tôi có điều kiện, tôi mua chiếc xe tốt một chút cho ông chạy, ông lái tôi đi. Chứ còn tôi không bao giờ chơi xe. Rồi tôi qua bên tắc xịt, ông sẽ để tôi cái xe ông chạy nó giật như con ngựa thì phóng như này, cầm. Ông hỏi chứ quên đi, quên đi thấy không? Yêu cầu đi đến nơi về đến chốn là mình. Tôi đâu biết lái xe mà tôi biết xe nào mà tốt, xe nào xấu. Hoàn toàn từ cổ chí kim chưa bao giờ tôi chơi xe ai cũ. Ông nhớ ngày xưa ông đang leo lên chiếc xe ông thì chịu không nổi đó, không dám mở một lời nói. Thậm chí tôi nói trời ráng có tiền mua xe tốt, lớn tuổi rồi chạy cho nó tốt, nó hư dọc đường. Bản thân tôi không có. Trời ơi, người ta đi bộ, người ta không có phương tiện đi, mình có xe đi là quý rồi.
ông đừng gại về tội nghiệp cho tôi. Thầy nói là giờ thầy mua chiếc xe đó, mà trong khi đó là tôi có chiếc xe, bây giờ mua thêm chóng chỗ thì thôi, thì bây giờ cứ tạm thời cứ giải quyết vậy đâu có nên mua. Tôi nói ông mà tốt với tôi, nếu sau này tôi có điều kiện, ông nhớ tôi nói có đầu có đuôi đàng hoàng, tôi mua chiếc xe tốt tốt một chút trong trại, ông lái theo tôi đi. Trong khi ông cứ ông than là chiếc xe nào là kiến bể, nào là cũ, nào là đựng đồ thế này kia, tôi nói à, nói vậy chứ tôi nói chứ nói đi nói lại chứ chừng nào mua. Ông mà nói an ủi ông tuổi già, nếu ông mà thật lòng lo cho tôi thì tôi mua xe 1-2 ngàn đồng vậy thôi, chứ còn so lại 1-2 ngàn đồng cũng chạy được rồi. Nói vậy thôi chứ chừng nào mua. Thôi khi nào thầy mua rồi ha. Thôi bây giờ có tới cái việc gì nó tới. Nhưng mà cái việc á quan trọng nhất bây giờ đó là bởi vì đó, hồi nãy là thầy nói, tôi nghe tôi cũng buồn chứ, bởi vì tôi đang ở đây với thầy, tôi đang yên tâm, yên lặng. Thầy biết tôi là dọn qua bên cái nhà của bà Mậu. Bây giờ bà Mậu bớt cho tôi ở không, tôi cũng không có vô tôi ở không, nữa thầy. Không phải. Nói qua nói thầy cho tôi nói hết. Tôi được nói vậy rồi nghe cái ta nói tôi kiếm chuyện, tôi nói là nếu như chú đồng ý qua bên đó, nghe cô Mậu nói với tôi là có cho thuê 500, tôi ủng hộ cho chú 200 mà 3 tháng, giống như chú của tôi có 300 thôi, để cho chú thoải mái tinh thần, mà tôi cũng thoải mái tinh thần. Chứ giờ bên này á, cứ nghĩ sống chung với nhau, mà nó như vậy thì làm sao mà vui được. Nên là không ai giúp đỡ được ai cái gì hết trơn á. Rồi bây giờ chú đây chú cũng coi như là người mướn phòng, mà thật ra đó bây giờ xét cùng xi cho tặng đâu đủ đủ cái sở phí gì đâu. Phải chi mà tôi cho thuê thẳng thừng á thì tôi lại nói. Còn bây giờ ông thấy không, xây dựng không ai biết hết trơn á, trong khi bây giờ cứ đó, cho thuê chưa trả tiền đồng nào là nay á là nó hư cái cửa, phiền não với cửa, mai á lại cái cho nó hết luôn tiền. Trời ơi, thôi, ở đời đúng ra, sao có của nó cũng phiền, nó đủ quá. Có nhà nó phiền, có của nó cũng phiền, nên đời nó hay, không một đời sao còn gì mà chúng ta sống được. Thôi, đi kể lên, kể đi. Thì do chú á, giờ tôi nói đây là lần cuối cùng, nếu như có duyên với nhau, thì gắn bó. Còn không có duyên thì hồ tan, keo rã. Chứ tôi cũng hết mất rồi. Thật sự là tôi hết mất. Chú thấy bây giờ cái sáng nào tôi cũng lo, không biết ông này còn khỏe không, ông có chuyện gì không. Bên nào thấy ông vậy, biết là ông đó không kiếm tôi, nhưng mà tôi tiền lại tôi thấy chán ông mà tôi còn kiếm ông. Còn tôi đi qua, đi lại, tôi vô mở cửa vô không thấy. Tôi nói với cái lương tâm tôi là như vậy, bởi vì có thầy trò tâm sự thế này đó, nó thấy được cái sự sống của nó. Cái số tôi á, chắc nó khổ. Số đạo hữu á, sướng hơn số tôi là ông vô tư. Số tôi sao tôi ở đâu á, tôi cũng lo hết trơn á. Chắc cái số mình nó khổ tâm vậy đó. Nó lo, mà ngược lại lo á, rồi có khi người ta lại quán. Còn nếu mà như đời, cuộc đời mà sau nếu rồi nghĩ là nếu sau này có cơ hội trở lại những nơi cũ á, những nơi mà tôi đã đi qua đó, mà tôi tập ở sống như đạo hữu á, thì chắc tôi khỏe lắm. Tôi nghĩ không phải là ông không phải là người xấu, nhưng mà ý nói vậy đó, lo quá có khi nó cũng phiền não cho mình. Mà mình vô tư thì người ta nói mình là vô tư, như ông vô tư thì tôi nói ông vô tư. Còn mà lo thì nó là sao bắt chứng gì lo cho ông, cái gì mà lo lắng từ chút á, cái nào nó cũng phiền phiền buồn á. Ví dụ như những cái gì, những cái nơi tôi đã đi ngang qua trong cuộc đời, tôi ở đâu tôi có trách nhiệm đó, tôi lo đó. Lo quá cái họ cũng không ưa, họ nói họ muốn chiếm lĩ hay là muốn cái gì nữa. Trời ơi, trên đời này tôi thấy đúng là thiệt á. Đức Phật nói tứ diệu đế là khổ đế là vậy đó. Nó cứ, nó cái khổ nó bền chắc, nó không có buông bỏ gì hết. Bởi vậy cái tứ diệu đó, khổ tập diệt đạo khổ. Thì bây giờ muốn giải khổ thì mình phải tập. Mà mình tu không, không phải là tập là quân tập chứ không phải tu tập, mà tập đây là tập hợp á.
tập hợp là cái nhân để đưa tới quả khổ à nghe. Còn cái chữ tu tập là nó khác à, khổ tập nói cái quả trước đưa cái nhân sau này, ông hiểu lộn rồi đó. Tập đây là sự huân tập, mà huân tập gồm cái gì? Tham sân si mạn nghi và ác kiến, đó là sáu cái gọi là căn bản phiền não đó, gọi là tập đế đó. Tập là tham sân si mạn nghi ác kiến à. Thì bây giờ mình cứ thì tập cái gì? Cứ tập đi. Tập là cái gì mà nghe cái hả? Tập là tập hợp á, còn chữ tu tập là nó khác à nha. Nên tôi nói thì thành ra đài sao nó sống sao chơi gì là lòng người mà sống ở rộng người cười, người ở hẹp thì người chê. Người ta ba thứ người ta, người thì tiền rưỡi, người 30 đồng, thứ mà kẻ giữa đó, người kẻ mà tiền giữa giữa rưỡi với 30 đồng á, khó vô cùng rồi. Thành ra tôi nói thiệt trời, tôi đặt suy nghĩ tại sao mình có của mình cũng khổ vậy trời. Thì vậy thì cái lúc nào là ăn vui đó, cho nên tôi nghĩ vậy đó. Tôi nói thôi, mình giờ mình tự lo cho mình đó, như vậy đó. Thành ra tôi nói, rồi ngược lại nói đi, cái là cái tôi cũng nói lại nữa, cái rồi cái là cũng ôm đồm nữa. Đời tôi sao làm như nó không có buông được hay sao á, mà không có buông vật chất tiền bạc danh vọng. Có khi tôi buông, tôi nhìn tôi quán chiếu được, mà tại sao tình người? Bởi vì tôi giảng cái tình người, cho nên tôi lúc nào tôi cũng giữ cái tình người. Mà tại sao người đối xử vậy cái tôi buồn lắm. Tôi nói trời đất ơi, trong lúc dầu sôi lửa bỏng, ổng cứ lo, ổng lo thay ổng không à, mà phải chứ thay ổng nghèo, thay ổng đói á, thì nói rằng là tôi không nói. Trong khi ông giờ tiền bạc thật sự ông ăn đâu có hết. Nếu ông biết dành dụm, tôi mà xách xe đi kiếm việc làm 4-5 ngày, tôi ở nhà nhiều khi tôi muốn đi đâu không đi được, biết là tôi tới ăn không có ăn, tới ngày cứ hái hoài mấy trái bầu nó bí ăn nó ngán luôn. Xong bây rồi, giờ tôi chở thầy đi chợ nè. Nay đi chứ nữa, nay nóng rồi ăn đi về, nóng rồi ăn gì đó. Lúc người ta cần thì ông đi. Ủa? Thế hỏi thầy đó, tôi cũng phải đi đây đi đó chứ, mà cứ ở riết trong phòng cũng ngộp, cũng mệt, nó cũng cần phải đi ra ngoài cho có cái sự sống của thiên nhiên. Cái gì cha nó cũng được hết, nó phạt quá thì thôi đi làm, tôi đi làm đó rồi, ngay cả nó phiền nữa.